đột ngột chấm dứt mối quan hệ với trai Tây, cô gái bị quấy rối mỗi đêm. Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, hàng xóm của anh là một cô gái sinh viên người Việt Nam. Đáng chú ý, cô bé có anh người yêu là người nước ngoài và cả hai đã ở chung với nhau khoảng một tuần nay. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà giờ đây cô gái lại không cho người yêu vào nhà nữa. Cô hàng xóm khóa chặt cổng, mặc cho anh Tây ở ngoài kêu gào, đập cửa. Điều này khiến cho người đàn ông trở nên vô cùng phẫn nộ. Anh chàng tức giận đến nỗi giật cửa dữ dội như muốn dỡ bỏ cánh cổng để lao vào. Dù lúc này đã là đêm muộn, nhưng anh trai Tây vẫn không ngừng la hét, yêu cầu cô gái xuất hiện và mở cổng cho mình. Được biết, đây đã là đêm thứ hai chàng trai này ở đây và gây mất trật tự như thế này. Chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng với sự kích động như vậy thì cô gái cũng khó mà dám đối mặt với anh ta. Thậm chí nhiều người còn lo sợ, không mấy chốc lại có án mạng xảy ra. Cư dân mạng vô cùng tò mò về lý do mà cô sinh viên bỏ rơi anh người yêu ngoại quốc này. Vốn dĩ quen trai Tây cũng là một trong những mong ước của khá nhiều cô gái trẻ. Nhưng có lẽ chứng kiến cảnh tượng này xong thì nhiều người lại phải quay xe vội. Sao thấy mấy bạn trên mạng chia sẻ yêu Tây ga lăng lịch sự lắm mà trời? Cánh cửa sắt kiên cố như vậy mà ổng rung lắc cỡ đó là biết tính khí ông như thế nào rồi, xem mà sợ. Không để cáp chắc người ta tưởng đang đi thảo cầm viên mất. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước vì cho rằng đây có lẽ là một cách test cổng không thể nào uy tín hơn. Ông nào thi công cái cổng này cho tôi xin số điện thoại cái, tôi đang cần thợ chuẩn để nhà tôi đặt làm cổng với. Cảm ơn anh Tây đã test hộ em cái cửa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!